khả năng đọc suy nghĩ tối thượng, có thể nhìn xuyên thấu thế giới trong nháy mắt. Tôi thường chia mọi người thành 4 loại. 1. Trái tim nhân hậu nhưng bàn tay mềm mại. 2. Trái tim độc ác cùng bàn tay độc ác. Trái tim độc ác nhưng bàn tay nhân hậu. 4. Trái tim nhân hậu nhưng bàn tay độc ác. Loại thứ nhất là nhân hậu và mềm mỏng, thường sống ở tầng lớp dưới, tức là dân lao động. Một người già tốt bụng, rất ngoan ngoãn, có tấm lòng giản dị và không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Điển hình là thế hệ cha mẹ chúng ta, rất đáng mực. Cả đời tôi sống nghèo khó, làm việc chăm chỉ và tử tế. Hãy nhớ rằng, nếu bạn tử tế với một số người, họ sẽ biết ơn bạn. Chúng tôi không cố gắng trở thành người tốt, cũng không cố gắng trở thành người xấu, mà chúng tôi đang cố gắng trở thành người tốt nhất trong số mọi người. Con người, kẻ xấu trong kẻ xấu, các bạn hãy hiểu cho kỹ nhé. Đó là phải có tình cảm với người tốt, nhưng phải nhẹ nhàng với kẻ ác. Nếu ngươi tỏ tình với kẻ ác, thì cuối cùng ngươi sẽ bị kẻ ác tiêu diệt. Loại người thứ hai là độc ác và tàn nhẫn. Loại người này là một kẻ ác ngu ngốc điển hình. Về cơ bản, những người này đang ở trong tù hoặc sắp vào tù. Tại sao anh ta được gọi là một nhân vật phản diện ngu ngốc? Thích một cô gái thì phải nghĩ ra chiến lược, dùng thủ đoạn để khiến cô ấy tự nguyện cắn câu, phải không? Điều này là tốt nhất cho bạn, có rủi ro thấp nhất và bền vững nhất. Một số người có suy nghĩ ngu ngốc tới mức hấp diêm trước rồi giết họ, rồi xử tử mình. Có nhiều vụ án như thế đã diễn ra. Một khi bạn gặp phải một kẻ độc ác ngu ngốc như vậy, hãy tránh xa anh ta ra. Tất nhiên, hai điều đầu tiên không phải là mối đe dọa nghiêm trọng, bởi vì bạn có thể nhìn thấu chúng trong nháy mắt. Một người tốt bụng sẽ không đe dọa bạn. Cái đám trái tim độc ác cùng bàn tay độc ác, chúng nó sẽ không làm được gì nhiều. Một kẻ ngốc tàn nhẫn có thể được xác định trong nháy mắt. Còn chúng ta cứ tránh xa họ ra, họ sẽ gặp rắc rối với luật pháp sớm thôi. Loại thứ ba và loại thứ tư ở phần sau nhé.